trải nghiệm lập trình Robotics tại MyX là nơi con sẽ được học thử miễn phí bộ môn Robotics dưới sự hướng dẫn cụ thể của giáo viên. Buổi trải nghiệm sẽ kéo dài trong vòng 60 phút, hứa hẹn sẽ mang đến cho con nhiều trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ nhất về bộ môn lập trình Robotics. Qua đó, bố mẹ sẽ hiểu rõ hơn về năng khiếu, điểm mạnh và xu hướng phát triển của con. Trong buổi học, các con sẽ được cung cấp kiến thức tổng quan về Robotics, làm quen với dụng cụ học tập hiện đại cũng như tìm hiểu những ứng dụng của robot trong cuộc sống thực tế. Đồng thời, các con cũng sẽ được hướng dẫn chi tiết về cách lắp ráp và lập trình robot thông qua những câu lệnh kéo thả. Sau đó, các con sẽ được thành lập đội nhóm để so tài. Các thành viên trong đội cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ điều khiển robot. Trải qua các vòng thi, đội chơi có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng và nhận được phần quà vô cùng đặc biệt đến từ MyX. Tại Việt Nam, MyX là đơn vị giáo dục tiên phong đưa bộ kit VexGo và VexIQ vào trong chương trình giảng dạy lập trình Robotics cho trẻ em. Đây là thiết bị giáo dục Robotics hiện đại đến từ Vex Robotics, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục Robotics trên thế giới, được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Sau khi buổi trải nghiệm kết thúc, bố mẹ sẽ được chiêm ngưỡng sản phẩm độc đáo mà con đã tạo ra và được xem con trình diễn điều khiển robot. Bên cạnh đó, bố mẹ sẽ được lắng nghe những đánh giá của chuyên gia về khả năng học tập của con, cùng với những thông tin quan trọng về xu hướng phát triển công nghệ số để dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định, định hướng tương lai phù hợp cho con. Ngoài ra, các con sẽ được nhận giấy chứng nhận hoàn thành buổi trải nghiệm. Đây là một sự ghi nhận cho những cố gắng và nỗ lực của con trong suốt buổi học. Lưu ý, để đảm bảo cho chất lượng buổi học cũng như tăng tính hiệu quả và sự tự lập cho con, quý phụ huynh vui lòng không tham gia trực tiếp vào lớp học cùng con. Sau 60 phút học cùng thầy giáo, các con sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ dành cho ba mẹ đấy. Trong tháng này, MyX xin gửi tới 32 suất ưu đãi tham gia buổi trải nghiệm học lập trình Robotics miễn phí dành cho 32 phụ huynh đăng ký tham gia nhanh nhất cho con. Quý phụ huynh quan tâm tới khóa học lập trình Robotics dành cho con, xin vui lòng đăng ký tại đường link phía dưới hoặc nhắn tin về fanpage để được ban tuyển sinh tư vấn chi tiết hơn. Là đơn vị giáo dục công nghệ có quy mô lớn nhất Đông Nam Á với sự đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Chương trình giáo dục Robotics tại trường học công nghệ MyX đều được phát triển và thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy công nghệ nói chung, dựa trên khung chương trình chuẩn quốc tế và được điều chỉnh để phù hợp với học sinh Việt Nam. Lựa chọn MyX, phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng về một môi trường giáo dục lành mạnh, bổ ích và chất lượng nhất. Đăng ký trải nghiệm miễn phí lớp học lập trình Robotics dành cho trẻ ngay hôm nay.